Hơn 4 tháng trước, Thơ Nguyễn bất ngờ tuyên bố giải nghệ khiến nhiều người không khỏi xôn xao bàn tán. Sau đó, cô dường như im hơi lặng tiếng, không cập nhật các hoạt động của mình. Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian, nữ YouTuber đã xuất hiện trở lại trên mạng xã hội với diện mạo hoàn toàn mới. Cô nàng không ngần ngại công khai rằng bản thân vừa có công cuộc đập đi xây lại để trở nên xinh đẹp và tự tin hơn. Tuy nhiên, cũng chỉ trong thời gian ngắn, cô quyết định tháo bỏ phần đã giao kéo khiến dân tình xôn xao. Cụ thể, trên trang cá nhân, Thơ Nguyễn vừa tiết lộ bản thân đã tháo bỏ sụn mũi vừa phẫu thuật thẩm mỹ. Cô viết, mũi này là mũi tự nhiên nha, tôi tháo sụn rồi, bữa tao lắp xong tao thấy phong thủy thay đổi, tao nổi tiếng lại, tao sợ quá tao tháo ra cho bớt nổi. Phía dưới bài viết, nữ YouTuber khẳng định cô quyết định tháo do bản thân thấy cần thiết chứ không phải vì bất kỳ lời nói hay chê bai của anti-fan. Khi một tài khoản thắc mắc chị tháo chi vậy, cứ để vậy kệ ai nói gì thì nói, Thơ Nguyễn liền đáp, chị có nói vì người ta nói mà chị tháo đâu em. Có thể thấy, mặc dù đã giải nghệ xong mọi phát ngôn của Thơ Nguyễn luôn gây được chú ý với cộng đồng mạng. Trái ngược với mềm mỏng trước đó, Thơ Nguyễn của hiện tại sẵn sàng bật chiếc mỏ hỗn để đối đầu anti-fan. Được biết, sau khi về quê ở ẩn, Thơ Nguyễn bắt đầu vào công việc làm vườn, cụ thể là trồng sầu riêng. Gần đây, nữ YouTuber liên tiếp khoe thành quả của mình. Cô viết, tầm một tháng nữa là ăn ngập họng rồi. Nhà mình trồng sầu nhiều sầu Thái, nhưng mình chỉ thích ăn loại này. Nó béo lắm luôn mà kiểu ăn không ngán á. Sầu Thái mình ăn được 2 múi là ngán rồi chứ sầu thường này ăn ngày này qua ngày khác, hạt cũng lép, ăn ngọt béo khỏi nói lại chắc chắn là rụng. Năm ngoái rụng nhà ăn có hết đâu, nhặt đem bán có 30k kg. Năm nay ai ăn dặn mình để chứ không là mình bán hết nhé. Một cây này có khi được 5 đến 6 tạ luôn á, nhà có 4 cây này thôi. Tới khi rụng mình ới lên là tới lấy chứ mình được cái đếm tiền thì lẹ chứ ship thì lười nha, không ship đâu nha. Tuy mới chỉ làm vườn được một thời gian ngắn song Thơ Nguyễn tự tin chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức liên quan đến trồng loại trái cây này. Hồi đó mới nghỉ về quê, một số đứa nói, chị về làm nông sản rồi bán online, trước sau gì trả lại bán. Nhưng thực ra chị làm 3 năm nay và chưa một lần bán online nông sản nhà chị thương lái tới tại vườn. Bơ có năm không được giá thì chị từ thiện hết chứ không phải like gì nhé, bay khỏi lo, tiền trong thiên hạ đầy bay cứ kiếm không phải lo tao lấy mất. Làm như ai tranh việc kiếm tiền của bay mà bay hay lo ghê, nhưng hết đấy. Thì hôm nay tâm sự về sầu riêng, các bạn hỏi, sầu riêng có thuốc không? Nhà chị trồng các loại sầu như G6, Thái, Mu Sang Kinh và sầu thường. Chỉ duy nhất sầu thường là không có thuốc còn các loại khác là 1 đến 2 tuần xịt một lần đó. Nếu không chăm đúng kỹ thuật thì không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Tuy nhiên chị nghĩ rằng tiêu chuẩn xuất khẩu ở các nước khắt khe, nếu các thuốc đó độc hại thì đã không xuất được bao nhiêu năm nay. Vậy nên là, nước ngoài họ ăn được thì mình cũng ăn được. Các bạn hỏi sầu Thái bán ngoài đường có thuốc không? 100% nhúng thuốc mới chín được, mà phải công nhận nhúng thuốc thì ngon hơn, đều hơn, đẹp hơn. Nhưng loại thuốc gì thì chị không biết, còn xuất khẩu thì nhúng thuốc trong danh mục cho phép nên ăn ok. Còn riêng nhà chị bao nhiêu năm nay chỉ ăn sầu thường, không ăn các loại xuất khẩu, không phải vì sợ thuốc mà vì sầu truyền thống Việt Nam ngon bất bại, dân trồng sầu ai cũng hiểu điều đó. Các loại sầu khác thì hay xuất khẩu hoặc để dân tỉnh khác ăn vì hái già nhúng thuốc bảo quản xa được, chứ sầu truyền thống phải ăn liền, ăn không kịp là hư, không hái già bao giờ.